Lãnh đạo quỹ quỹ Cần Giuộc có cuộc khảo sát các công trình chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện. Lãnh đạo quỹ quỹ nhấn mạnh, các công trình chuẩn bị đầu tư là các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giao thương, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã cần rà soát các danh mục công trình chuẩn bị đầu tư, đề xuất phương án triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp, sát thực tế, mang lại hiệu quả cao, góp phần phục vụ cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới.